xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay em được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những kinh nghiệm về cách hơi và để giống những hạt giống cây quýt tháng. Hiệu quả nhất các bạn. Chúng tôi đã để giống được những quả giống cây quýt tháng và tôi đã đi làm sạch lấy hạt giống quýt thái rất nhiều. Tôi hơi khô vào những ngày nắng to và tôi đã hơi chăm vài ngày khi hạt giống khô kiệt. Tôi đã đóng để hạ lắng lắng và đóng bao ly lông để giống đang vụ sau ươm trồng rất hiệu quả. Chúng tôi đã được những hạt giống hiệu quả nhất.